bây giờ là dân quốc rồi, làm gì còn hoàng đế nữa chứ. Có, người này chính là người cuối cùng. Bỏ đến sát vậy sao? Phó Tỳ Lý mà tôi nói là người này, Chu Cẩm Xuân. Chu Cẩm Xuân, tương lai cậu nhất định trở thành lưu manh, nhưng cũng nhất định là một hoàng đế. Hoàng đế lưu manh phát sóng lúc 17 giờ từ ngày 28 tháng 8 chỉ có trên kênh SCTV 9.